Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 10, những trạm dừng nghỉ xây mới trên các tuyến cao tốc quốc lộ hoặc đường tỉnh phải có trạm sạc cho xe điện. Đây là quy định mới thuộc thông tư số 09/2024 của Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành. Không chỉ trạm sạc, trạm dừng nghỉ loại 1 và loại 2 phải có số vị trí đỗ xe cho xe điện vào sạc chiếm 10% tổng vị trí đỗ xe. Với các trạm dừng loại 3-4, yêu cầu về số vị trí đỗ xe chiếm 10% bãi dừng ở mức khuyến khích có. Với những trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác trước ngày thông tư có hiệu lực, chủ sở hữu phải hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình, bao gồm trạm sạc và khu đỗ xe cho xe điện theo quy chuẩn trước ngày 1 tháng 1 năm 2027.